Lý Nhất Đồng đóng vai phụ cho Ngô Tư Hân trong Thương Lan Quyết, fan sợ flop. Thương Lan Quyết với sự tham gia của Ngô Tư Hân và Phương Hạc Đệ đang giành được nhiều quan tâm nhờ độ nổi tiếng của cặp diễn viên chính, nhất là thành viên The Night. Mọi bức ảnh hậu trường phim bị tung ra đều khiến các fan xôn xao bàn tán. Mới đây, ảnh tạo hình của Lý Nhất Đồng trong Thương Lan Quyết được chia sẻ. Lý Nhất Đồng nhiều năm nay chỉ đóng nữ chính, vì thế vai phụ của cô trong Thương Lan Quyết gây bất ngờ. Theo các blogger thạo tin, Lý Nhất Đồng sẽ đóng vai Ti Mệnh, là mẹ của Tiểu Lan Hoa và cũng là người đã biến Tiểu Lan Hoa thành người, khiến cô bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt tiên ma. Lý Nhất Đồng bị gọi thánh flop của màn ảnh vì đóng phim nào xịt phim đó. Dù có ngoại hình bắt mắt, diễn xuất ổn định, các phim của Lý Nhất Đồng đều không đạt thành công như kỳ vọng. Dẫu bạn diễn toàn tên tuổi ăn khách như Lý Hiện, Hồ Nhất Thiên, Hứa Khải, việc Lý Nhất Đồng nhận đóng vai phụ cho một diễn viên trẻ mới nổi như Ngô Tư Hân gây tò mò. Cô đang có nhiều dự án mới, không cần phải dựa vào Thương Lan Quyết để hâm nóng tên tuổi. Nhiều khả năng, nhân vật Ti Mệnh trong Thương Lan Quyết sẽ có một phần phim riêng nên nhà sản xuất đã dành vai này cho Lý Nhất Đồng. Ngoài ra, diễn xuất thiếu ổn định của nam chính Vương Hạc Đệ cũng khiến nhiều fan lo ngại cho chất lượng của Thương Lan Quyết. Vương Hạc Đệ vừa có màn trình diễn cắm cỏ trong Ngộ Long với vai Uất Trì Viêm Long, nhân vật có nhiều điểm tương đồng với Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Cư dân mạng bình luận, Lý Nhất Đồng sinh mà cũng tiên khí nữa, hợp Ti Mệnh vậy. Chắc có tôi thấy cô này không hợp, hưu hưu. Lý Nhất Đồng đóng không ổn lắm, khá cứng và không tạo được chemistry với bạn diễn. Tạo hình chỉ có một phim Bán Yêu của Vu Chính là xuất sắc, còn lại khá là nhạt. Sinh thì sinh thật, nhưng mà bị dính lời nguyền flop nên cũng hơi lo. Khách mời là được rồi, đừng có nhá hàng Ti Mệnh hay Tam Sinh rồi quất một bộ riêng là tôi xỉu ngang. Bạn này đóng khách mời thì hóng, chứ đóng chính có cảm giác không có gì đặc biệt lắm. Thương Lan Quyết được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, xoay quanh Đông Phương Thanh Thương, ma tôn của ma giới thức tỉnh sau giấc ngủ hàng vạn năm. Tiên nữ Tiểu Lan Hoa bỗng bị cuốn vào cuộc chiến tiên ma, bộ tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng trên mạng, thu hút lượng độc giả đông đảo.